cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát an trụ tịnh lự ba la mật đa mà dẫn nhiếp an nhẫn ba la mật đa phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát an trụ tịnh lự ba la mật đa mà tu học an nhẫn quán sắc như bọt nước quán thọ như bọt nổi quán tưởng như bóng nắng quán hành như cây chuối quán thức như trò huyễn khi quán như thế đối với năm thủ uẩn luôn luôn duy trì tưởng không bền chắc lại nghĩ thế này các pháp đều không không có ngã ngã sở sắc là sắc của ai thọ là thọ của ai tưởng là tưởng của ai hành là hành của ai, thức là thức của ai, khi quán như thế lại nghĩ thế này, các pháp đều không, lìa ngã, ngã sở, ai cắt đứt, ai bị cắt đứt, ai mắng nhiếc, ai bị mắng nhiếc, lại đối với việc ấy, ai khởi, sân giận. Bồ Tát nương vào tịnh lự quán sát xét kỹ như thế, thường đầy đủ an nhẫn, lại đem thiện căn an nhẫn như thế cho các hữu tình, cùng có như nhau, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột dùng vô sở đắc làm phương tiện. Khi hồi hướng quả vị đại bồ đề như thế, xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng, hồi hướng để làm gì, hồi hướng về đâu, ba tâm như thế đều vĩnh viễn không khỏi. Thì này thiện hiện, đó là đại bồ tát an trụ tịnh lự ba la mật đa, mà dẫn nhiếp an nhẫn ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát An Trụ Tịnh Lự Ba La Mật Đa mà dẫn nhiếp tinh tấn Ba La Mật Đa? Phật dạy, này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát An Trụ Tịnh Lự Ba La Mật Đa phát khởi sự tinh tấn rõng mãnh, nghĩa là Đại Bồ Tát đề pháp dục ác bất thiện, có tầm có từ, ly xanh hỉ lạc, nhập sơ thiền An Trụ trọn vẹn, tầm từ tịch tịnh, an trụ trong tánh chuyên nhất của tâm thanh tịnh bình đẳng, không tầm không từ, định sanh hỷ lạc, nhập đệ nhị thiền, an trụ trọn vẹn, đi hỷ trụ xả, đầy đủ niệm tránh chi, toàn thân thọ lạc, bậc thánh ở trong đó, năng thuyết, năng xả, an trụ đầy đủ, niệm an vui, nhập đệ tam thiền, an trụ trọn vẹn, rất vui, rất khổ, mừng lo tan biến, chẳng khổ, chẳng vui, xả niệm thanh tịnh, nhập đệ tứ thiền, an trụ trọn vẹn. Khi Bồ Tát tu tịnh lự như thế, đối với các tịnh lự, và các tri tịnh lự đều chẳng thủ tướng phát khởi thần cảnh trí thông thủ thắng có khả năng tạo ra vô biên việc đại thần biến đó là làm chấn động thế giới khắp mười phương biến một thành nhiều biến nhiều thành một hoặc ẩn hoặc hiện nhanh chóng không trở ngại ngang qua núi non tường vách như chỗ trống không qua lại trên không giống như chim bay ra vào đất như ra vào nước đi trên nước như đi trên đất thân xuất khói lửa như cao nguyên cháy thân tuôn ra các dòng nước như núi tuyết tan thần đức oai thế của nhật nguyệt khó sánh kịp dùng tay che khuất ánh sáng cho đến cõi tịnh cư chuyển thân tự tại thần biến như thế số lượng vô biên